Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp lễ hội cuối năm 2021, đầu năm 2022 và kiểm soát biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2. Hiện dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố và nhiều địa phương trên cả nước. Đồng thời, trên thế giới đã xuất hiện biến thể Omicron có khả năng lây lan nhanh hơn trước. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu giảm quy mô hoặc dừng tổ chức sự kiện hoạt động tập trung đông người không cần thiết trong dịp lễ hội cuối năm 2021, đầu năm 2022. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, xã, phường, các sở ngành, cơ quan, đơn vị, hội đoàn thể, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn cân nhắc xem xét quyết định giảm quy mô hoặc dừng tổ chức sự kiện hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Các hoạt động vui chơi lễ hội tôn giáo, đặc biệt là những sự kiện tập trung trên 300 người. Khi tổ chức và có kế hoạch đảm bảo an toàn phòng chống dịch và phương án xử lý cụ thể theo từng tình huống, tuyên truyền, bố trí điểm cách ly tạm thời, phát khẩu trang, nước sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, phân công trách nhiệm theo từng tình huống, lập danh sách phục vụ cho việc truy vết, đồng thời bố trí lực lượng hướng dẫn kiểm tra giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, xử lý các trường hợp vi phạm, thiết lập đường dây nóng, tổ chức tuyên truyền phổ biến các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho người làm việc, nhân viên, người tham dự sự kiện tập trung đông người, có phương án kịch bản đáp ứng phòng chống dịch bệnh, thực hiện phương châm 4 tại chỗ khi dịch bệnh xảy ra.